cũng muốn nữ công gia chánh nhưng mà nó lạ lắm. Bình thường mỗi lần chị về quê, chị với chị Hằng ai bị sai vặt nhiều nhất á? Tất nhiên là chị Hằng rồi. Chị Hằng lớn hơn là chị Hằng sẽ phải nấu cơm. Nói chung là nhà mình ngày xưa thì hồi nhỏ thì hay tị nhau lắm. Bây giờ lớn rồi thì đỡ rồi, việc ra đấy làm rồi. Ví dụ như là mẹ nấu cơm, Hằng Đàm sẽ phụ mẹ nấu cơm. Hưng sẽ là cái đứa mà ví dụ như là Hưng ơi và bà ngoại và bà nội xin ít ớt, rồi bà nội xin ít cái này cái kia. Tại bà nội có một cái vườn nhỏ nhỏ, nó sẽ có mấy cái cây mà ví dụ như là cây rau hoặc là mấy cái cây như kiểu cây ớt hay là cái cây gì gì đấy thì sang hàng xóm hoặc là bà ngoại sẽ bà nội xin thì gần nhà mà, xong rồi còn mình thì chả phải làm gì. mình là cái đứa mà cháu là ít khi bị sai lắm. Mẹ mình chỉ có sai mình là đa phần là sai mình trông nồi, đứng đây trông nồi cái để mẹ đi ra đây mình ra kia thì thôi, chứ còn thậm chí là nhặt rau mình còn ít sai nữa cơ. Mình chỉ là cái đứa mà sẽ ngồi uống nước chè nói chuyện với bố ấy. Có nghe chưa? Nhà mình là kiểu như thế, tại vì mình là cái đứa mà nói chuyện được với bố, dễ nói chuyện được với bố với cả rất là chịu khó lắng nghe, nên là chị Hằng đi nấu cơm. Toàn lớn làm thôi, quá bất công á. Thế thì bạn nhầm rồi, không phải đâu. Tại bạn biết tại sao? Cái hồi ngày xưa, cái hồi mà mình học cấp 3 ấy, là Hằng Đàm học đại học đúng không? Không, hồi học mình học cấp 3 là Hằng Đàm học đại học. Thì là hồi đấy là mình ở nhà là mình là đứa làm hết. Mình là cái đứa rửa bát đấy chứ đứa nào. Trời ơi, chẳng qua là mình không biết nấu cơm, với cả ngày xưa mình đi học về là mình kiểu, nói chung là mình đi học thì cũng về muộn, với cả mình cũng không giỏi nấu nướng, thì mình sẽ rửa bát với cả mình cắm nồi cơm hay gì gì đấy. Hồi cấp 3 cũng nấu quá trời nấu, nói gì vậy. Chẳng qua là bây giờ là đi làm xa rồi về kiểu mẹ mình rất là chiều, tại vì mẹ mình biết là kiểu, nói chung là mẹ mình chiều con, thương con lắm. Kiểu nghĩ là bình thường bọn mình đi làm vất vả, cả vất vả ngày nào cũng đi làm việc vất vả từ sáng đến đêm rồi á, làm thâu đêm suốt sáng các thứ, nên là về mẹ mình chiều mẹ mình toàn làm hết thôi, ít khi sai lắm. Chứ còn ngày xưa ở nhà phải làm như bình thường ấy chứ, các bạn nghĩ chơi á, chơi cái gì mà chơi. Ngày xưa ở nhà nấu cơm rửa bát, xong rồi mẹ mình bảo là mẹ mình hay lúc ấy mẹ mình còn lừa mình á, mẹ mình bảo là hơi chịu khó rửa bát đi, sau này khi mà mình lên đại học rồi thằng Hưng ở nhà rửa bát, cái mình lên đại học ở nhà mẹ mình rửa, Hưng mới rửa. Nó thằng Hưng mới là cái thằng Hưng nhà mình, nó mới là cái thằng được chiều á. Chứ ngày xưa mình ở nhà mình vẫn rửa bát mà. Giờ không rửa tại không ăn cơm. Không nấu cơm, ở đây con nấu cơm không phải rửa bát. Chứ mình rửa bát hơi bị kinh luôn. Rửa bát hơi bị kinh là như thế nào, là làm bể bát đĩa? Không. Tức là rửa kiểu thành thạo ấy. Kiểu rửa lên trình master rồi. Mình còn rửa bát rồi các bạn. Trời ơi, để xem mình nhớ thế nào. Nói chung là mình rửa bát khá là nhiều ấy, nên là mình thấy mình rửa bát cũng giỏi. Nấu cơm thì không giỏi nhưng mà rửa bát cũng giỏi phết. Thành thạo mua bát mới hả? Không, mình rửa bát thật được thật mà. Mình đập ít lắm. Mình thấy ngày xưa mình vụng hơn nhiều. Tức là mình chỉ bị kém cái bộ môn giao pháp thôi mọi người. Tức là mình cầm dao nhìn trông nó bị kiểu lóng ngóng ấy. Những người mà người ta mà bếp núc giỏi ấy, người ta nhìn mình cầm dao người ta sẽ rất là ngứa mắt. Thực sự cái này là mình cũng tự cảm thấy ngứa mắt nữa. Các bạn có thể xem những cái video của mình, thì vlog của mình á, mà có những cái vlog mà mình có động đến dao á, ví dụ như là mình bổ cái gì đấy và mình thái cái gì đấy là nhìn mình cầm dao trông rất là đáng sợ luôn ấy. Lúc đầu mình nhìn thì mình cũng không thấy có vấn đề gì lắm đâu, nhưng mà nhiều người nói mình quá. Ví dụ như là ngày xưa mình đi làm ở công ty á, thì buổi chiều là công ty hay có bổ hoa quả để ăn buổi chiều đúng không? Thì mình cũng sâu sáo lắm mọi người, mình cũng biết điều lắm, mình thấy mình là con gái mà mình cũng té bổ cho. Xong rồi các bạn chị bắt đầu nhìn thấy mình kiểu cầm mẹ quả vần quả táo nó thâm hết cả rồi vẫn chưa bổ xong. Tức là mình cầm quả táo ấy mà mình kiểu như mình gọt vỏ đúng không mọi người? Mà mình kiểu gọt như kiểu là kiểu gọt từ xong rồi cầm trông rất là ngạo lòng ngóng, trông rất là ngứa mắt, một là một trông rất là ngứa mắt, hai là quả táo thâm xí hết vào rồi mà vẫn chưa gọt xong. Đấy, các chị bảo thôi mày ra ngồi ở cạnh thì tao làm cho. Thế là mình tao bị đuổi ra thôi. Mọi người không đủ kiên nhẫn với mình á. Mọi người không đủ kiên nhẫn với mình rất là muốn kiểu tập luyện, mình rất là muốn kiểu tăng skill lên, mình rất là muốn kiểu trông mình nữ công gia chánh một tí, nhưng mà mọi người không cho mình điều kiện để mình thực hiện nó. Mình chỉ cần cầm cái dao là mọi người đuổi rồi. Là mọi người bảo thôi mình ra, tại vì nhìn trông như sắp bổ vào tay ấy, nên là trông sợ lắm. Thế xong rồi là đấy, là ngày xưa đi làm là toàn thế thôi, là mình không bao giờ phải bổ luôn, mình chỉ ngồi bên cạnh thì mình xem mọi người bổ thôi. Đấy, với cả ăn thôi, không được làm cái gì hết á. Cái gì mà làm không cần phải động cái dao thì mình sẽ được làm. Sau rồi nói chung là mình cũng cảm thấy nghi ngờ về cái chị gọt trái cây trên stream đi á. À, bây giờ nhá, thì nó sinh ra cái nạo rồi. Mà cái nạo ngày xưa á, thì cái nạo chủ yếu là dành cho những cái quả như là dưa chuột đúng không? Những cái mà kiểu vỏ dày. Bây giờ có những cái loại nạo mà dành cho cả quả táo nữa rồi. Ngày xưa thì người ta hay dùng mà táo hay dùng dao để gọt táo đúng không? Nhưng mà bây giờ có những cái nạo mà nó mỏng mỏng á thì mình dùng để gọt táo được luôn. Nói chung là mình có thể dùng cái trí thông minh của mình để bù đắp cho cái skill của mình cũng được, không có vấn đề gì cả. Mình cảm thấy là mình gọt táo bằng dao rất là ngu, nhưng mà mình có thể tìm được cái công cụ để mình gọt táo nó ok hơn mà không mất thời gian. Nó không phải dùng cái dao. Còn bổ táo thì mình bổ được nhá. Bổ táo thì mình vẫn bổ được, chứ còn gọt thì thấy nó hơi kiểu thường gọt xong một thâm ấy.
Thì ngày xưa mình có bổ một quả dứa. Ngày xưa mình có từng bổ một quả dứa. Đến nỗi mà nát bét thì mình không ai ăn luôn. Tại vì là hôm đấy là mình kiểu sao mình tự dưng lại mình lại muốn thể hiện. Thì hôm đấy là mẹ mình vác đâu được quả dứa về á, mình bảo mẹ mình là để con bổ thử xem thế nào. Mà các bạn biết là bình thường dứa là người ta sẽ bổ sẵn đúng không? Nhưng mà hồi đi ở quê thì quả dứa nó vẫn còn nguyên cái lá xè với cả cái mắt dứa vẫn còn ấy. Là mình ngồi mình bổ dứa y như là lý thuyết mà mình đã từng nhìn mẹ mình với cả bà mình bổ. Là đầu tiên là gọt đúng không? Gọt như này này. Sau đến lúc mà còn cái mắt á, là mình sẽ khía nó chéo chéo như này này. Đấy, mình sẽ khía nó chéo để khía hết mấy cái mắt nó đi á. Tức là lý thuyết thì mình làm rất là ok nhá. Nhưng mà bởi vì á, cái tay của mình á, nó không được nhẹ nhàng, dịu dàng như các bạn nữ lắm. Đấy, thì khi mà mình rất là gồng, các bạn biết là kiểu quả dứa nó to, cái dao nó cũng to nên là tay mình phải gồng như này này. Xong rồi bổ như này này. Bổ xong quả dứa nát bét luôn, kiểu quả dứa nó kiểu thâm, nó kiểu nẫu luôn ý mọi người. Bình thường là người ta bổ xong quả dứa nó vẫn vàng ươm, nó vẫn cứng cáp đúng không? Mà mình cầm tay mình nắn, kiểu mình gồng ấy, mình gồng tay để mình giữ quả dứa ấy. Nên là lúc mẹ bổ xong nó nát hết rồi không ăn luôn. Thế là đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình bổ dứa. Không còn lần nào nữa. Mình chưa thử bổ dứa lại, sau đấy thì mình rút kinh nghiệm là ra chợ mua 10.000 một quả người ta bổ sẵn rồi cho nhanh. Khỏi bổ đi mệt lắm. Lúc đấy hay đấy. Nói chung là mỗi người một cái sở trường. Nhưng mà ngày xưa thì mình lại rất là khéo tay ở cái phần là mình sẽ khâu vá cho cả gia đình. Hồi đấy là nhà mình mà chỉ cần quần áo của ai rách hay là bị sứt chỉ hay cái gì á thì mình sẽ là cái đứa khâu hết luôn, mình khâu quần áo cho tất cả mọi người. Tại mình rất là khéo tay cái phần đấy. Nhưng mà mình không biết tại sao thì cầm bút thì chữ lại xấu, với cả không cầm được dao, không cầm được bút, nhưng mà kim chỉ các thứ mà làm mấy cái khéo khéo nhỏ nhỏ thì mình lại làm được. Chứ biết tại chứ không hiểu. Cho chị chọc tiết gà, chị chọc được không? Không. Chưa bao giờ chọc tiết con gì cả. Mình không mình bị sợ ấy. Mình chỉ có giữ chân gà cho ông ngoại cắt tiết thôi. Với cả giữ chân gà cho mẹ cắt tiết là giữ rất là nhiều con rồi. Như thế cũng là gián tiếp sát sinh rồi đúng không? Oh no. Mình là cái đứa chuyên giữ chân gà này. Là chuyên kiểu ông ngoại sẽ túm mai cái cánh con gà lại, xong rồi cầm cái đầu với cả cái cánh đấy, một tay cầm dao. Còn mình là sẽ hai tay túm cái chân nó như thế này. Đấy, túm như thế này. Sao các bạn đã bị gà ỉa tay rồi chưa? Mình bị rồi đấy. Ngày xưa mình giữ chân gà cho ông ngoại cắt tiết. Xong rồi trong cái lúc đau đớn thì nó đã trước khi nó liệt trần nó đã phọt một bãi ra tay áo của mình. Thối hốt luôn. Còn gì nữa đâu. Còn cái nịt. Món quà siêu bất ngờ, mừng sinh nhật sớm. Ơi. Ủa sao đã tới rồi á? Ủa người ta vừa gọi cho chị là đang tới mà sao? Ủa. Ủa ở đâu ấy? Ơ. Tưởng ship đồ để like tóc tóc. Ơ quà. Thực sự có quà không? Ôi từ từ đã. Bất ngờ quá. Từ từ để mình mở ra xem cái gì nhá. Ủa? Từ từ đã, tại vì là vừa nãy shipper gọi điện cho mình xong rồi bảo là ship đồ tới. Xong rồi mình cũng hỏi là anh ship cái gì đấy. Xong kêu là cái gì mà shop, cái gì beauty á. Xong mình nghĩ là ở đây chắc là đồ top top để chuẩn bị like rồi. Tại vì là chỉ có hàng beauty, hàng mỹ phẩm là chỉ có top top thôi. Chỉ có mấy nhãn hàng gửi cho mình để mình like, để mình bán hàng trên TikTok thôi. Mà không hiểu tại sao mình mở ra xem chứ mình không biết là ai ship cho mình luôn ấy. Ui. Gì hả? Happy birthday. Không phải cho mình mọi người ạ, nhầm. Không phải cho mình mọi người ạ. Hình như là anh shipper chưa đến hay sao ấy. Quên đấy nhờ. Từ từ đã. Rồi gọi điện lại cái đã. Ủa. Không phải cho mình, từ từ đã. Cái lủng má có gì đâu mà cái việc mẹ nhận nhầm quà không. Từ từ đã. Quên. Ủa là sao? Alo, anh tới chưa ạ? Đúng rồi, anh ship đồ qua Kim Giang đúng không ạ? À vâng. Trời ơi, không phải mọi người. Ship nhầm phòng rồi. Để gọi hàng đào cái. Không phải, shipper chưa tới. Tao hưng nó chạy xuống ai ship đồ đến ấy. Nó nhận nhầm cho mình. Ôi, cái gì, quê bình thường. Quê bình thường gì đâu. Thôi có gì đâu à. Cay ấy nhở. Tức là đồ của mình chưa tới. Đồ của mình là đồ Shopee. À đồ quảng cáo tốt tốt thiệt. Quê à. Thôi đừng có treo nữa. Bình thường, quê bình thường. Gì đâu. Bình thường mà đừng treo gì á. Chịu ấy nhở. Mà chốt chết trong tim á. Thằng đám không nghe máy rồi. Mình có nên giấu luôn không? Quê à, thôi, mình quê bình thường nhầm gì đâu. Tại là hư kia, tại mình đâu bảo sao. Vừa shipper vừa gọi điện hỏi chị đang ở nhà không, ở Kim Giang không, bảo có. Kêu là
kêu là ok tí nữa em giờ em qua các thứ. Xong đã thấy thằng Hưng chạy xuống xách đồ lên rồi. Xong bảo ủa sao ship nhanh thế nhỉ? Thì tại thằng Hưng và tại mình đâu, thằng Hưng nói tự dưng nó mang lên nó đưa cho mình thì mình tưởng ship cho mình. Ai ngờ là nhầm sao đâu chị ạ. Ừ sao đâu, có sao đâu, mình bình thường mà. Mọi người đi sao chứ mình thấy bình thường á, không vấn đề gì hết. Tại căn bản là sinh nhật cũng hai người cũng gần nhau, sinh nhật của mình với cả của Hàng Đàm gần nhau. Hôm nay là 12, hai hôm nữa là sinh nhật Hàng Đàm. Mình tưởng là qua sinh nhật của mình 18 cơ. Nhưng mình mở ra mình thấy không phải của mình mở thiệp ra mình thấy không phải của mình. Lỡ mở mất, nhưng mà không có bóc biết gì hết mày cơ. Tí trả lại. Thế thôi để chị bình tĩnh cái đó. Miệng cười nhưng như nắng hạ nhưng trong lòng bị chớm đông á. Không, làm gì đến mức đấy, bình thường mà. Bạn nói gì vậy? Các bạn làm như mình không có quà sinh nhật, lẽ nào sinh nhật mình mà mình bóc quà cho mà xem. Thở đi. À, bóc luôn không? Quà sinh nhật của mày. Tao không nó xách ở đây là em tưởng em nhận được quà. Mở thiệp ra kiểu hả? Bóc rồi hả? Em chỉ mở, em chỉ đọc thiệp thôi, em chưa bóc bên trong ra. Quê ấy cả đấy. Cây lửa quá. Ý ai hưởng ai tặng quà ơi. Ai tặng quà mình nhỉ, rồi mở ra ủa. Sinh nhật người yêu tin đồn và cái kết đầy bất ổn. Kể chuyện hôm qua đi chị ạ. À chuyện hôm qua ấy à. Nhớ lại cái đã. Hôm qua có chuyện gì nhỉ? Hôm qua đi ăn sinh nhật à? Hôm qua đi ăn sinh nhật đúng không? Đúng. Thì hôm qua mình đi ăn sinh nhật Ghiền. Thì có cả team Ghiền. Thì hôm qua mình cũng có đặt quà cho anh Ghiền. Xong rồi cái lúc mà mình đi thì mình mất não. Mình vội quá mình đi. Xong rồi mình với cả anh Grab ra khỏi ngõ nhà mình rồi đi một đoạn. Mình thôi chết rồi, em quên đồ. Thôi anh bảo là thế quay lại nhá. Xong mình bảo với anh quay lại cho em đấy đồ thì tí em gửi thêm. Thế là anh Grab quay lại cho mình. Thế mình lại chạy ngọc ngọc lên phòng. Mệt vậy. Vượt lên để xách quà đi. Lấy quà xong rồi đi. Đi thì qua cái quán đấy thì đã thấy là team Ghiền ngồi sẵn rồi. Tại vì lẽ ra là mình mà không quay về lấy quà thì mình cũng đến đúng giờ. Nhưng mà mình quay về lấy quà thì nó cũng hơi muộn một xíu. Thế là mình đến xong rồi chờ một lúc sau. Nói chung là team Ghiền lúc ấy đến cũng chưa đủ hết. Thế xong rồi là có cả sếp của team Ghiền nữa. Bình thường mình đi ăn á thì mình sẽ, một là mình sẽ không uống một giọt nào, hai là mình uống đến chết luôn. Với cả mình sẽ không bao giờ, mình sẽ một là mình cầm chén lên, mình chỉ cầm nước lọc hoặc là nước ngọt hoặc là thôi à, hoặc là uống hết. Nếu mà mình mà cầm chén rượu lên là mình sẽ uống hết. Được. Nhưng mà cũng không biết tự lượng sức mình. Tại vì thật ra lúc đầu nó định không uống rồi. Lúc đầu nó thấy nó cũng kiểu sao sao mà định là không uống rồi. Định là thôi hôm nay đến là chỉ chung vui thôi. Chỉ ngồi nói chuyện với cả ăn uống với mọi người thôi. Để còn sức đi tăng 2, tăng 3 các thứ. Thế nhưng mà tại vì là có sếp của anh Ghiền nữa, sếp của team Ghiền nữa mời. Thì bây giờ các bạn bảo người lớn mời thì mình phải uống chứ đúng không. Thế lỡ mồm rồi mà mồm mình mà nó đã dính rượu rồi là xong rồi nó cứ tì kiểu một chén, hai chén, ba chén ấy. Xong rồi người này mời, người kia mời á. Thế sau lúc sau là không ý thức được cái gì nữa. Làm sao mà không uống được. Thì em bảo là một là em không uống giọt nào, hai là em uống là em sẽ không dừng lại được. Nó cũng không có kiểm soát được nữa rồi. Thế thì có người lớn mời thì phải uống. Thế là lúc sau là thấy bắt đầu kiểu như là đầu mình với cả tay chân mình nó không cùng tốc độ nữa rồi á. Nhưng mà mình không nghĩ là mình say nhanh như vậy á. Mình không biết hôm qua uống cái thổ tả gì mà say nhanh thế. Tức là uống nó có một tí luôn. Bình thường là lúc mới đến là mấy giờ nhỉ? Lúc đến là 8 giờ đi. 8 giờ đến đi. Thì tầm 8 rưỡi 9 giờ bắt đầu uống, tại vì đợi mọi người đến mang rượu đến nữa. Thì mẹ 10 giờ 10 rưỡi đã say rồi. 10 giờ 10 rưỡi đã say rồi nhá. Xong rồi mọi người vác về nhà thì kiểu trên đường rất là khó chịu, rất là buồn nôn. Nhưng mà vẫn còn nghe được là anh tài xế kêu là xong rồi còn em vẫn còn nghe được chú tài xế kêu là nôn ra thì phải trả tiền hay gì mà. Rồi em đã cố nhịn rồi, xong rồi về nhà thì em đi đến nửa cầu thang thì bà Hằng bà ấy xuống bà vác lên thì may mà bước đến đoạn cầu thang tầng 2 thì bắt đầu cảm giác là không thể kiềm chế được nữa thì lao luôn vào nhà vệ sinh của Hàng Đàm, xong rồi làm một bãi ở dưới đấy. Xong rồi tiếp tục đi từ tầng 2 lên tầng 3 thì đến nhà vệ sinh ở tầng 3 lại làm thêm bãi nữa, thế là được hai bãi, thế là cũng thấy người ngợm nó dễ chịu hơn. Hôm qua em ngồi sau lưng chị này ý là ở quán nhậu á hay là gì á, tức là mắt mình cận 5 độ mọi người ạ. Xong rồi là anh Cường, cái lúc mà mình đến nơi á là mình không nhìn thấy cái gì cả. Thế mình mới gọi điện cho Cường kêu là anh ngồi bàn nào. Thế là Cường bảo đừng để anh ra đón. Thế là Cường ra đón mình vào. Kiểu con trai thì thường sẽ đi sau con gái đúng không. Thế là Cường chỉ như thế này. Mẹ cái bàn nó ngồi đây, Cường chỉ chéo này. Xong mình quay ra mình chào mọi người. Chào bạn bên cạnh. Sao? Thế lúc đầu mình không nhìn thấy gì cả. Mình vào tự dưng mình tưởng à, Cường chỉ bàn bên này. Mình quay ra mình chào xong mình thấy cái chị đấy chị cứ nhìn mình cứ thế này.
cái lù má cháu nhầm bàn đâu. Mà chưa say đâu, chưa uống dập nào đâu. Vào vẫn bình thường thôi, nhưng mà kiểu mấy cái đứa cận hay gặp mấy cái tình huống kiểu quê quê như thế lắm. Vào chào bàn bên cạnh ạ. Sao xôi kiểu mình thấy mọi người kiểu ngắc nhìn kiểu. Sao mình chào bàn bên đấy. Nói chung là cũng quê, hy vọng năm sau đi mổ mắt được chứ này cũng không ổn được. Khéo ra đường nhận nhầm người yêu mất. Quê quê thật. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều.